Gác lại Mão Thị Phi, Hehenie trở về chốn cũ làm điều đặc biệt. Dù là nàng hậu giành được nhiều tình cảm từ khán giả, song dạo gần đây, Hehenie lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp cõi mạng, đặc biệt là những thị phi không đáng có. Từng được khán giả yêu mến và làm rạng danh khi bước vào top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, thế nhưng thời gian gần đây, Hehenie lại bất ngờ nhận về vô số gạch đá từ dân mạng. Một trong số đó chính là ý kiến cho rằng nàng hậu giả tạo, ra vẻ giản dị. Gác lại những thị phi trên cõi mạng, mới đây, Hehenie đã có hành động đặc biệt. Theo đó, giữa những chỉ trích từ dân tình, Hehenie đã bất ngờ quay trở về chốn xưa để thăm một bé trai mà cô đã từng có cơ hội gặp và giúp đỡ. Cách đây đúng một năm, chia sẻ về buổi gặp gỡ mới đây của mình, Hehenie trải lòng, một buổi chiều nhiều cảm xúc, có niềm tin, có hạnh phúc và có những trầm lắng. Chiều nay Hehenie dành thời gian một chút của mình đến thăm bạn Phát, là bạn mà sau dịch Hehenie có nhận bảo trợ học tập cho em tới năm 18 tuổi. Ngày đi trao hôm đó còn mặc đồ bảo hộ và khẩu trang nên chưa ai nhớ mặt nhau, cả và bé con thì ngày đó vẫn ở trong lồng kính và nay em đã đứng được rồi. Lúc đó tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng có hứa sau này sẽ về thăm thì may mắn hôm nay thăm lại được gia đình. Cũng nhân dịp đầu năm học mới hỏi thăm, mua chút quà học tập cho bạn Phát và gia đình cũng như dành thời gian tâm sự với nhau về cuộc sống cùng gia đình. Hehenie luôn ước mình có thể mạnh mẽ hơn, dám làm nhiều thứ lớn hơn để mình có cơ hội giúp nhiều hơn quý vị ạ. Hậu quả của đại dịch vẫn còn đó, vẫn nhiều em vẫn còn gặp khó khăn khi mất đi người thân yêu của mình. Hy vọng quý mạnh thường quân nào có cơ hội tiếp xúc với hoàn cảnh nào xin hãy mạnh dạn chia sẻ với những người con mất ba, mẹ trong đại dịch nhé. Hehenie tin tình yêu thương sẽ còn mãi. Trước đó, Hehenie đã nhận bảo trợ cho bé đến lớp 12 với số tiền mỗi năm là 3 triệu đồng để trang trải học phí. Yên tâm đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Hành động của Hehenie ngay lập tức đã nhận được sự tán thưởng từ cộng đồng mạng. Đa số đều mong rằng nàng hậu giữ sức khỏe và tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thương, hỗ trợ các mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.